Và bài tập band hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tập band Bolero, một bài rất là dài ha, và dài và vừa hay ha, dài mà hay. Đó là bài Tâm sự đời tôi. Ai có sách chúng ta lật ra trang 66. Ai có Sampler với 18 chúng ta chọn cho sang phần 40 bài band La Thứ. Chọn bài Tâm sự đời tôi. Ai chưa có sách chúng ta nhìn lên màn hình và tập cùng nhau bài Tâm sự đời tôi, tác giả Thanh Hằng, giai điệu rumba tempo 80 tông La Thứ. Intro chúng ta sẽ cần tiếng guitar sớt ha. Rồi tiếng guitar sớt. Bây giờ Sang sẽ cho nó chạy cái intro ha. Và Sang đọc theo luôn nha mọi người. La mi son la mi hai ba mi mi đê đô. Đê đô son la đô la hai ba bốn một. Mi son la đô la hai ba mi la ba ba. Mi mi đê đô đê ba mi. À, giọng thứ ba nha. Rồi chỉ có một vài chỗ rung thôi mọi người, có đơn giản lắm hả? À, hoặc là cái những cái dưới người ta đánh nhanh xíu thôi, đơn giản à. Có nhịp á, nhìn cái nhịp chúng ta đếm số rồi ra. Rồi, giờ sang vô bài luôn nha. Đánh lại mà con chơi mọi người. Rồi vô bài mọi người. Khi vừa lớn lên ha, chúng ta rung rồi, rung chữ vừa gạt chữ lớn ha. À rung rồi chữ lớn. Rồi tôi đã ha, rung chữ đây tôi vội yêu. Rồi chữ yêu hai chữ, chữ một hai chữ ha. Yêu một ha. Yêu rê đô la son la yêu một người. Rồi giọng thứ hai nên chưa hiểu đời. Rồi nhích chữ mì, rung chữ cuộc nè, gạt chữ trắng. Si la si như vôi. Tiếp tục giọng thứ ba, rung chữ rê ha, rung chữ yêu. Tiếp tục chữ thư hai chữ. Thư 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 nhất đa phù đa đa phù tôi. Rồi chúng ta nhích chữ phụ đồ, chữ phụ á. Giờ dòng cuối gạt chữ đê, rung chữ em, rung chữ cho. Rồi ha. Rồi bây giờ sẽ đánh lại với một đoạn để cho mọi người cùng nghe nha. Phần nghĩa là khi bài phần sau là khi vừa biết yêu á, là giống y chang chứ khi vừa lớn lên ha, chúng ta áp dụng như là được. Dạ. Yeah. Đó nha. Rồi ha, còn phần 2 nữa là giống như Giang thường gào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần điệp khúc nha mọi người. À, ai ơi tình cũ lỡ ràng rồi, kéo chữ ai. Toàn thằng tình cũ rồi, lỡ làng rung nhích. À,
rung chữ lỡ đó, nhất chữ làng. Tiếp tục người về nơi ai két chữ có. Dòng thứ hai lạnh lùng đến thứ bảy chữ năm ha. Rồi kiếp bánh rê. Rồi ha. Phần hai là tướng lái, còn nhắc đến làm gì đánh y chang lại giống ai ơi, tình cũ là rồi là xong. Rồi sang đánh lại không được khúc cho mọi người cùng nghe nha. Trên ha. Và coi như xong bài mọi người. Còn câu cuối là không còn có nhau giống trang câu đầu lại trang. Rồi bây giờ Sang sẽ để cho Sang lên 18 nó chạy intro trước và Sang show bài Sang sẽ ban cho mọi người cùng nghe nha. Có xong bài ha. Câu sao giống cái đầu nữa là xong. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở bài kỳ sau.